Năm 1947, Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã gửi cho Đức Hộ Pháp Tòa Thánh Tây Ninh một bài thơ như sau. Kính gửi hiền huynh ở Bụ Tòa, chừng nào khai mở hội Long Hoa, đạo còn bao kỷ năm châu hội, đời đến bao lâu thế giới hòa, tam giáo quy nguyên ngày nào khởi, Việt Nam thống nhất buổi nào ha, muôn loài đau khổ ai ra cứu, mong ước hiền huynh giải đáp qua. Họa Di Lạc Minh Vương ngự thánh tòa, sắm tuyền xuân kỷ hội Long Hoa, Mậu Dần 39 Long Hoa hội, Bính Tý 20 thế giới hòa, tam giáo quy nguyên ngày đạo khởi, Việt Nam thống nhất buổi ma ha, cao đài tận độ nhân gian khổ, sư khảo sắm truyền để giải hòa. Phạm Hộ Pháp: Thật là khó đoán, vì theo lịch ta có Mậu Dần 1938 và 1939 tháng chạp, và Bính Tý 1936, 1996, 2056. Còn Mậu Tý theo bài thơ trả lời cho bà Bác Nương sẽ là 1948, 2008 hay 2068. Thất Sơn là bảy núi nào? Thất Sơn của Châu Đốc, hay bảy ngọn đồi mà Vatican được xây dựng cất trên đó, hay bảy ngọn núi riêng rẽ nào khác? Thiên cơ bất khả lộ, nhưng Đức Hộ Pháp thuyết đạo về hội Long Hoa ngày 16 tháng 9 Ất Mùi Dương Lịch 31 tháng 10 1955, giảng giải bài Kinh Đại Tường có đoạn kết như sau: Tới năm Tý sẽ mở hội Long Hoa tuyển phong Phật vị tại Tòa Thánh Tây Ninh này, mấy em phải cố gắng làm cho kịp. Hoa nói quả quyết, nếu mấy em làm không kịp, Hoa có quy liễu trước đi nữa, thì cái tội ấy về mấy em chứ không phải về Hoa, nhớ điều đó. Hoa cố gắng tận trung cùng đạo, tận hiếu cùng chí tôn Phật mẫu. Hoa chỉ ước cho thiên liên của mấy em đây nè, nó sẽ được hưởng một điều trọng yếu. Không biết ngày nào giờ nào, Hoa không có thế vì quyền vi định trước được. Hoa mơ ước làm thế nào cho dòng máu thiên liên của mấy em đây, nó gặp mặt Đức Chí Tôn đến tại thế này, lấy một quyền năng thiên liên của ông, như ông đã đến đền thờ Tây Tạng kia vậy. Hễ nói đến đền thờ Tây Tạng thờ Đức Chí Tôn thì đều nghe hiểu. Có lẽ đền thánh này Đức Chí Tôn thế nào cũng đến. Lại chưa đến là vì lẽ gì? Kết luận: Các đấng thiên liên đã tiên tri kỳ chuyện thế này rất dữ dội. Nhân loại sẽ bị tiêu diệt 90% bởi nhiều cách. Chiến tranh tương tàn tương sát với vũ khí nguyên tử và hóa học tối tân, giết người hàng loạt, cùng đánh nhau rồi cùng chết hết. Không có kẻ thắng người bại. Cuộc đại động đất dữ dội làm thay đổi hình thể mặt địa cầu, có nơi biến thành biển, có chỗ thành non. Hậu quả của tình trạng thay đổi khí hậu sẽ rất thảm khốc. Nhiệt độ tăng trong mấy thập niên qua làm cho các phiến băng tan và khiến mực nước biển dâng lên. Các vùng đồng bằng khổng lồ nơi hàng tỷ người đang sinh sống sẽ chịu nhiều nguy cơ lục lọi. Thay đổi khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp tới động vật, cây cối và nguồn nước. Bệnh chứng sát hại tràn lan khắp nơi. Cuối cùng ngũ hành thay đổi để loại bỏ số nhân loại có tâm tánh ô trược. Muốn được sống sót trong kỳ ba tận thế này, chúng ta phải lo lập công bồi đức cho nhiều, tu hành chân chánh, không chút bận như, từ bỏ ác hành, dù một chút nhỏ, đồng thời mở lòng từ bi bác ái. Chúng ta còn phải ăn chay trường để thể xác và chân thần trong sạch nhẹ nhàng. Chỉ có 10% nhân loại là còn sống sót sau khi tận thế sẽ được tham dự hội Long Hoa. Trong số này, những người có nhiều công đức sẽ đắc phong ngôi vị thần thánh tiên Phật. Những người hiền lương nhưng ít công đức sẽ làm giống dân trong một thế giới mới gọi là thế giới đại đồng. Địa cầu của chúng ta sẽ bước qua thời kỳ thượng nguyên của chuyện thứ tư gọi là đời thánh đức.
theo lời các tấn dạy